Cẩm Ly tiết lộ vừa trải qua cơn bạo bệnh, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Với những khán giả yêu nhạc Việt Nam, cái tên Cẩm Ly có lẽ đã quá đỗi quen thuộc. Sau khi tung hoành ở mảng nhạc trẻ, cô bắt đầu lấn chân sang mảng dân ca và được mệnh danh là nữ hoàng dân ca của Việt Nam thời đại mới, là người tiên phong đưa nhạc dân ca trữ tình đến gần hơn với giới trẻ, thổi làn gió mới vào các ca khúc trữ tình quen thuộc. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Cẩm Ly có thể kể đến như Người về cuối phố, Bờ biển lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều. Thời gian qua, nữ ca sĩ gần như vắng bóng trên sân khấu. Cẩm Ly cũng từng tiết lộ cô bị bệnh liên quan đến thanh quản, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nặng nề. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí mới đây, giọng ca gốc Bình Định đã lên tiếng trấn an người hâm mộ và cho biết bản thân đã vượt qua cơn bạo bệnh. Cụ thể, Cẩm Ly bộc bạch: "Tôi rất lặng lẽ, không chia sẻ nhiều. Chỉ có điều mọi người xung quanh thấy thần sắc mình kém thì nhận ra mình bệnh thôi. Tôi chỉ mới vừa trải qua cơn bệnh nặng nên hiện tại sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn còn yếu." Nữ ca sĩ cho biết từ xưa đến nay cô là người chỉ chăm lo cho chồng con, tiêu xài cho gia đình chứ không ưu ái bản thân. Một năm qua Cẩm Ly chưa mua cho mình một món đồ giá trị. Giờ đây, khi vừa trải qua cơn bạo bệnh, cô mới nhận ra sức khỏe là điều quan trọng. Có thể nói sự nghiệp công việc của tôi bị khựng lại sau biến cố. Vậy nên tôi cũng mong rằng sắp tới mọi thứ sẽ tốt hơn, phát triển hơn và được khán giả yêu thương đón nhận. Tôi thấy được giá trị của sức khỏe, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc bản thân nhiều vì thời gian qua đã bạc đãi bản thân nhiều quá. Cẩm Ly tâm sự, cũng chính vì sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên dịp Tết này dù rất muốn nhưng nữ ca sĩ không thể trực tiếp gặp gỡ, trình diễn và giao lưu cùng với khán giả. Cô tỏ rõ sự tiếc nuối: "Tôi buồn lắm, năm nay tôi rất muốn gặp khán giả dịp đầu năm, nhưng sức khỏe lại không cho phép, vậy nên không gặp trực tiếp được, thì tôi sẽ cố gắng gặp qua TV. Tôi tham gia quay các chương trình để có không khí Tết. Tôi mong rằng bước sang năm mới, bản thân, gia đình và những người xung quanh được nhiều sức khỏe, bình an. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ vô thường lắm nên đôi khi tôi muốn mọi người còn khỏe mạnh thì hãy vui vẻ và tận hưởng." Nữ ca sĩ nói thêm, cách đây không lâu, trong một chương trình truyền hình, nhạc sĩ Minh Vi, ông xã Cẩm Ly tiết lộ anh từng cạo đầu vì vợ lâm bệnh nặng. Lúc đó mẹ có hỏi thì anh ấy bảo là đi casting phim, đóng vai giang hồ 200 triệu lận. Ngày anh ấy cạo đầu là ngày tôi về nhà sau cơn điều trị bệnh, Cẩm Ly kể lại. Ca sĩ Hà Phương, em gái Cẩm Ly, cũng từng chia sẻ về việc chị ruột mắc bệnh ảnh hưởng đến giọng hát. Căn bệnh này khiến Cẩm Ly phải dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để chuyên tâm điều trị.